Mua bán xe cũ, xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh. Ngày nay thì kênh mua bán xe cũ sẽ cập nhật cho anh chị và các bạn tham khảo về một chiếc xe mới về đơn vị. Đó là một chiếc xe Land Rover, Range Rover Evoque phiên bản SE, sản xuất năm 2022, đăng ký năm 2023, chính xác vào tháng 11 năm 2023, và lăn bánh với quãng đường là 6.000 mai, tương đương với 9.000 km. Với tổng thể của chiếc xe thì nó vẫn giữ được độ đẹp và độ hoàn hảo, với ngoại thất là màu xanh blue, nội thất ghế da của chiếc xe là màu đen. Với các đường nét chi tiết về mẫu mới này, anh chị và các bạn có thể tham khảo qua từ những phần mặt ca lăng, bóng đèn chiếu sáng của chiếc xe và những các công nghệ ở trên mẫu xe này để các bác có thể là trải nghiệm đầy đủ. Em mời anh chị và các bạn qua số 3133 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội để mình có thể trải nghiệm thực tế về chiếc xe em đang cập nhật. Những đường led sơn si, ngoại thất của chiếc xe, tỷ lệ sơn zin của chiếc xe nó còn rất là nhiều. Đây là những cái phần dàn lốp của chiếc xe cũng như là mâm của chiếc xe để anh chị và các bạn có thể tham quan và khám phá, đánh giá được về chất lượng của chiếc xe cũ siêu lướt đang có mặt tại đơn vị. Đảm bảo cho anh chị và các bạn yên tâm là xe không bị đâm va, không bị ngập nước, bao check test hãng, gara toàn quốc theo yêu cầu của anh chị và các bạn. Đây là những cái chi tiết như gương kính chỉnh điện thích hợp báo rẽ, có hệ thống cảnh báo vượt, tay mở cửa được trang bị là tay thụt thò. Khi khóa cửa thì xe cái phần tay nắm cửa nó sẽ tự động thu lại, còn khi mở cửa thì tay nắm cửa nó sẽ tự động trồi ra. Đây là những đường led của chiếc xe khi nhìn từ phía sau với những tính năng an toàn, cảm biến, cam lùi. Những cái chi tiết thiết kế vuông vức của nhà Land Rover nó mang lại cho anh chị và các bạn cái dáng vẻ của chiếc xe nhìn trông nó khỏe khoắn, ưa nhìn hơn. Một chiếc xe nhỏ gọn di chuyển trong phố linh hoạt với cảm giác lái tốt cũng như là vận hành của chiếc xe nó cũng rất là tuyệt vời, đáng để anh chị và các bạn quan tâm và cân nhắc lựa chọn. Công nghệ thì hàng loạt các công nghệ an toàn, khung gầm chắc chắn. Đây là những cái phần cốp chứa đồ của chiếc xe. Thảm cao su cũng được trang bị đầy đủ, nốp sơ cua, đồ nghề vẫn còn đầy đủ cho anh chị và các bạn, và nó còn mới nguyên anh chị nhé. Lịch sử của chiếc xe thì nó vẫn còn đầy đủ trong hãng, và xe thì vẫn còn chế độ bảo hành của hãng vẫn còn rất là dài, nên anh chị và các bạn có thể là yên tâm. Đây là những phần ốc bản lề với cốp của chiếc xe này thì nó sử dụng là hệ thống cốp điện anh chị ạ. Sau đây thì em sẽ đi vào không gian nội thất của chiếc xe để anh chị và các bạn cùng tham quan về không gian hàng ghế thứ hai của chiếc xe, những cái tính năng tiện nghi của chiếc xe nó mang lại cho người dùng. Cánh cửa đầu tiên thì ta sẽ nhìn thấy qua thì nó với những đường led như là keo chỉ, đinh tán, ốc ác của chiếc xe, rồi là những cái phần như là hệ thống lên xuống kính, hệ thống loa được tích hợp trên 4 cánh cửa, các chi tiết bọc da này, rồi là ốp nhựa bóng và viền bạ chrome, những điểm mang lên cái vẻ nổi bật phần nội thất bên trong. Và xe cũng được trang bị cho anh chị và các bạn một cái cửa sổ trời toàn cảnh rộng lớn. Rồi là những ghế ngồi của chiếc xe nó có trang bị 3 tự đầu, bệ tì tay. Đấy, đây là những cái chi tiết về phần ghế ngồi của chiếc xe, anh chị và các bạn có thể thấy qua thì nó vẫn còn rất là mới anh chị nhé. Lịch sử bảo dưỡng của chiếc xe thì luôn rõ ràng cho anh chị và các bạn có thể check vào hãng hoặc một bên thứ ba kiểm tra lại xem nó có bị đâm va ngập nước không. Đơn vị thì luôn đảm bảo trên văn bản hợp đồng giấy tờ để anh chị và các bạn có thể yên tâm. Và cái không gian khoang lái của chiếc xe thì em cũng sẽ mở cho anh chị và các bạn có thể tham khảo qua. Đấy, các phím chức năng như là nhớ ghế này, lên xuống kính này, chỉnh gương, rồi là gập gương. Đấy, những cái phím bấm chức năng của chiếc xe được thiết kế rất là gọn gàng, dễ dàng cho anh chị và các bạn có thể sử dụng và thao tác. Bên dưới đây thì nó sẽ có những phần ghế ngồi chỉnh điện, có bơm hơi lưng, rồi là những cái phần má ghế, nòng ghế của chiếc xe thì anh chị và các bạn có thể là cảm nhận về chiếc xe cũ em đang cập nhật nó có phụ đúng như là những cái gì mà em mô tả không. Đấy, những phần con ốc bản lề, cột kèo, các chi tiết hệ thống răng cao su. Vô lăng của chiếc xe thì nó trang bị vô lăng 4 chấu, rồi tích hợp các phím điều chỉnh chức năng,
có những trang bị cho anh chị và các bạn với những các phím như là duy trì làn đường, giới hạn tốc độ, phanh khoảng cách. Đấy. Rồi là đàm thoại rảnh tay, rất nhiều các chức năng công nghệ hiện đại được tích hợp ở trên mẫu xe này. Và màn hình của chiếc xe được trang bị cho anh chị và các bạn là với cái hai màn hình, hai giao diện. Bên trên là giải trí, bên dưới là các phím điều chỉnh nhiệt độ, điều hòa, rồi là các tính năng của chiếc xe. Nó trông nó rất là hiện đại. Với những cái phiên bản đời này thì nó sẽ được trang bị cho anh chị và các bạn dạng cần số. Và máy móc của chiếc xe nó như nào thì em cũng sẽ quay sơ qua cho anh chị và các bạn có thể là cùng theo dõi qua về chất lượng máy móc của chiếc xe để đảm bảo cho anh chị và các bạn luôn có cái thông tin rõ ràng về chiếc xe cũ đã qua sử dụng. Những phần con ốc bản lề, cột kèo của chiếc xe thì em cũng quay rõ kỹ rồi. Với mức giá bán của chiếc Land Rover, Range Rover Evoque phiên bản SE, sản xuất năm 2022, đăng ký tháng 11 năm 2023, em đang chào bán anh chị và các bạn là 2 tỷ 530 triệu, giá này em vẫn còn giảm và thương lượng, hỗ trợ trả góp cho anh chị và các bạn 70% giá trị xe, thời gian vay, lãi suất cụ thể chi tiết thì anh chị và các bạn có thể trao đổi trực tiếp cùng em theo số điện thoại trên màn hình. Em xin cảm ơn và hẹn gặp lại anh chị và các bạn ở những video tiếp theo của kênh Mua Bán Xe Cũ. Xin chào.